Mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin về việc sáp nhập 6 quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh và thành lập thêm 3 quận là Gia Định, Sài Gòn và Chợ Lớn. Về thông tin này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định đây là tin sai sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền 3 phương án nhập 6 quận và 142 phường xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định thông tin về 3 phương án trên là không đúng. Khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, Sở Nội vụ đang phối hợp với 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức ra soát lại các phường xã, xem có đơn vị hành chính nào có tiêu chí đặc thù, thuộc diện không sắp xếp theo quy định Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi ra soát xong thì mới thực hiện tiếp các bước xây dựng đề án, phương án, kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền, triển khai việc sáp nhập vào năm 2025.